sạt lở bờ sông và kênh rạch. Hầu hết các khu vực sạt lở thường xảy ra. Chiều ngày 12 tháng 8 tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với các bộ ngành và lãnh đạo các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển. Tham gia buổi làm việc về phía lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thời gian qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu cùng tình trạng sụt lún đất và các hình thái thời tiết cực đoan đã làm bờ sông, bờ biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Từ năm 2016 đến nay, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có 779 điểm sạt lở với chiều dài ảnh hưởng trên 1.100 km. Trong đó có 281 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Trong 2 ngày thị sát 11 và 12 tháng 8, kiểm tra thực địa tại 8 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long gồm Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ và Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển tại đồng bằng sông Cửu Long rất nghiêm trọng, diễn biến mạnh, phức tạp, ảnh hưởng đến tính mạng người dân, gây thiệt hại lớn về tài sản, cơ sở hạ tầng của nhà nước và nhân dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các nhà khoa học, chuyên gia tập trung phân tích sâu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp lâu dài, bền vững, ứng phó sạt lở bờ sông, bờ biển theo công nghệ hiện đại. Đối với các địa phương đồng bằng sông Cửu Long, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình, nhất là ưu tiên tập trung thực hiện giải pháp cấp bách, ứng phó tại khu vực, điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, để bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng. Bên cạnh đó, cần kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch, xây dựng công trình, nhà cửa ven sông, ven biển, chủ động sắp xếp, di dời dân cư, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tiếp tục huy động mọi nguồn lực và cơ chế chính sách phù hợp để xã hội hóa, đầu tư các công trình phòng chống sạt lở, cấp bách bảo vệ tính mạng tài sản người dân vùng sạt lở đồng bằng sông Cửu Long.